Tin bóng đá ngày 26 tháng 8, PSG khẳng định sẽ bán Mbappe nếu được giá. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, giám đốc thể thao Leonardo của PSG chính thức khẳng định đã nhận được lời đề nghị từ Real Madrid cho Kylian Mbappe. Ông chia sẻ, Mbappe muốn gia nhập Real Madrid và chúng tôi sẽ không cố giữ. Chúng tôi đã từ chối lời đề nghị đầu tiên của họ, nhưng nếu họ đáp ứng đưa điều kiện, chúng tôi sẽ xem xét. Theo đó, mức giá mà Real đưa ra là 160 triệu euro. Man City sẵn sàng trả Ronaldo 15 triệu euro một năm. Jorge Mendes, người đại diện của Cristiano Ronaldo đã có mặt Turin để đàm phán với Juventus về biến đổi mới của siêu sao người Bồ Đào Nha. Hiện tại, PSG không quan tâm tới CR7. Trong khi đó, Mendes cũng đã liên hệ với Man City và đội bóng thành Manchester sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng 2 năm với mức lương 15 triệu euro một năm cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Ở chiều ngược lại, Juventus muốn có 30 triệu euro. Tuy nhiên, Man City không muốn trả tiền mà thay vào đó là đổi với Gabriel Jesus. Đánh tennis với West Brom, Arsenal tìm niềm vui giữa chuỗi ngày giông bão. Tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh, pháo thủ đã tung ra đội hình khá mạnh nhằm mục đích tìm kiếm chiến thắng đầu tiên của mùa giải. Và họ đã thành công vang dội khi đè bẹp đội chủ nhà tới 6 bàn không gỡ. Trong đó, đội trưởng Aubameyang lập một cú hat-trick.